thấy hẹn tới mà tới nay giờ 8 tiếng đồng hồ chưa thấy ai vậy chứ. Rốt cuộc bữa nay là talk show là nói một mình hả? Hay là có khách mời không? Ủa, hello chị. Hello em. Em tới 8 tiếng đồng hồ rồi đó. Ủa thiệt hả em? Em tới sớm vậy sao trong đây ai nói chị? Tại chị thay độ với make up. Tại vì Phát luôn tới sớm một chút xíu để có cái sự chuẩn bị tinh thần cho nó thoải mái hơn. Wow. Dạ. Phát có thấy hôm nay không gian ngoài là trời mưa, biết tại sao không? Tại vì chị em mình luôn ra đường hay nói là ờ, chị em Phát kỳ thân với nhau lắm. Nhưng mà thật ra thì cũng chẳng biết thông tin về nhau được cả. Dạ. Nhưng mà hôm nay tức quá mình phải nói chuyện thiệt sự, tâm sự thiệt nha. Chính xác là như vậy, có nghĩa là Phát với chị Kỳ cũng đã biết nhau. Tuy nhiên để mà ngồi chia sẻ với nhau nhiều những cái thông tin như là những người bạn thì nó chưa có. Thì ok, coi như ngày hôm nay cũng là cái dịp để chị em mình ngồi uống trà chiều. Nhưng mà em thấy không gian ok quá chị ha. Ok không? Thoáng đãng mát mẻ, sạch sẽ, màu trắng. Đúng tông của chị thích đúng không? Đúng rồi, tông của chị thích là màu trắng. Chính tầng của chị thì concept khác nhau. Chỉ là cái màu thì là giống nhau. Rồi nhưng mà hôm nay là mình nói chuyện về căn hộ bất động sản hay sao ạ? À? Chủ đề gì chị ạ? Chị cũng đang định đúng, chị đang định qua cái miếng đó đó. Chị qua cái miếng là ôi hình như chị đang cảm thấy hình như mình đang chuyển qua chủ đề bất động sản, căn hộ và kiến trúc, nội thất, view đẹp, địa điểm trung tâm đúng không? Dạ, không gian như thế này, đáng một cái buổi chiều như thế này, mưa âm u như vậy. Nói về chuyện kinh doanh thì nó cũng hơi sai. Thôi thì mình nói về chuyện cảm xúc. Ok. Bây giờ nói thật là khi mà em lên trên truyền thông á, mà thấy nhắc tới Lê Nha Kỳ là người đẹp gọi là đang tìm kiếm tình yêu, hoặc là người đẹp vẫn chưa tìm được bến đỗ gì đó. Bao nhiêu cái thành tựu của chị không được nhắc tới mà chị thấy giờ. Tại vì những cái chuyện đó tự nhiên người ta nhắc kiểu chỗ Lê Nha Kỳ đang tìm tình yêu, đang tìm một người đàn ông gì vậy đó là sao? Tại vì thường á chị, những cái gì mà nó đã là hiển nhiên rồi thì mọi người sẽ ít nhắc tới. Còn những chuyện mà người ta nghĩ là nó đời thường, nó dung dị hơn. Và cái mà Phát nghĩ là cái đời tư nó sẽ là cái mà khiến cho khán giả họ tò mò nhiều hơn. Thực ra thì hôm nay chị tìm em tới đây uống á, thì nó cũng có mục đích chứ bộ. Tại vì tìm em vì chị cũng muốn học hỏi và hiểu hơn về đàn ông. Yeah. Thì chị biết tính của Phát là rất là thật tình. Yeah. Hết mình. Yeah. Đúng không? Thật tình hết mình và luôn sẽ nói thẳng những điều mà Phát nghĩ. Lý Nhân Kỳ là một cái hình ảnh gì đó nó rất là nhiều tiền, rất là nhiều kim cương. Thì ta nghĩ là những cái cuộc hẹn hò của chị chắc chắn nó phải rất là sang chảnh. Nếu mà kêu chị kể về một cái cuộc hẹn hò mà nó sang chảnh thì nó đơn giản quá. Một cái cuộc hẹn hò mà dung dị nhất của chị đã từng, nó là như thế nào? Trước kia thì không có một cái tình cảm dung dị. Nhưng mà gần đây thì khi mà mình có tất cả rồi thì mình lại mong được sẽ đón nhận một tình cảm nó đơn giản và dung dị. Kỳ thích đi xe máy, kỳ thích đi ăn kem. Khi mà người ta thiếu cái gì thì người ta sẽ có cái xu hướng mình tìm được cái đó nhiều hơn. Ví dụ như cái thời lúc trước á, thì chị đang đặt cái mục tiêu cho mình, chị phải có được những cái thành tựu riêng cho bản thân. Yeah. Về sự nghiệp, vị trí, đúng không? Và bây giờ khi mà chị đã có được mọi thứ rồi thì chị lại cần một cái gì đó mà chị đang chưa có. Cũng có nhiều người nghệ sĩ á, bạn nói chứ, ủa chị ơi, chị sao tự nhiên chị rảnh quá chị thích đi xe máy. Mà chị còn nói là chị ước chị đi xe máy mà trời mưa. Cái chị ước chị có những giọt mưa tạt 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 vô mặt chị. Ủa chị bị sao vậy? Ai cũng ước là trời mưa phải đi xe hơi chứ, tự nhiên chị ước là cho mưa tạt tạt tạt. Tại đúng là giống như Phát nói là mình đang đi tìm những điều mà mình chưa trải nghiệm. Trời cũng đang mưa vậy. Có anh nào rảnh đây có chiếc xe ở dưới không? Chị Kỳ, dưới hầm xe còn chị. Mình tiếp đi chị. Tiếp. Ok Phát. Vậy giờ còn đến em sao? Tại vì em cũng là một người luôn coi trọng tình cảm. Hồi xưa chị có đọc một bài báo Phát nói rằng là tôi không có bán chuyện cá nhân để gây sự chú ý. Dạ. Một cái người nghệ sĩ, công việc chính của mình đó là mình làm nghệ thuật, mình làm giải trí, và mình phải có cái gì đó cho khán giả họ xem. Thì cho nên là Phát vẫn mong muốn là mình sẽ có những cái sản phẩm hay. Nếu mà chị Kỳ chị nhận xét Phát thuộc tiếp người đàn ông của gia đình hả? Phát cũng biết nấu cơm mọi người, làm đồ ăn cũng được một vài món nha, mặc dù là không có nhiều lắm. Ý chị người đàn ông gia đình không phải là người đàn ông để nấu nướng giặt giũ, mà khi Phát yêu một ai đó thì Phát sẽ nghiêm túc trong cái tình yêu đó. Mình người ta nói là nghệ sĩ thường hay rất là feel theo cảm xúc. Trong chuyện tình yêu họ sẽ có rất là đa dạng, tuy nhiên sẽ có những quan điểm khác. Nhưng mà với Phát thì Phát thuộc cái phần ít, là tại vì hầu như là cái kinh nghiệm tình trường của mình nó không có nhiều, không có đa dạng. Cái để làm rõ hơn khái niệm đa dạng chị không hiểu luôn. Ví dụ như bạn có thể yêu người khác giới, bạn có thể yêu người cùng giới, bạn có thể yêu người bằng tuổi, có thể yêu người nhỏ tuổi hơn, có thể yêu người lớn tuổi hơn. Thì Phát cho cái chuyện đó là cái sự đa dạng trong cái tình trường của một người nào đó.
Và Phát thì Phát lại là cái người đang thiếu cái chuyện đó. Thì thật ra với như Phát thì chị cũng không nghĩ rằng là Phát tư vấn tình trường cho chị. Nhưng chị nghĩ rằng là Phát nói về suy nghĩ của đàn ông. Dạ. Ủa, giờ đến giờ chị vẫn chưa không hiểu rằng tại sao người khác giới gặp chị sẽ nói một câu không? Ồ, em thương chị nhưng không dám. Sao? Câu này sao lúc này chị nói nhỏ vậy? Chị nói lại cho em nghe. Em thương chị nhưng không dám. Nghe không? À, tức là họ không dám yêu chị. Ồ, đúng rồi. Ồ. Bắt đầu mình nói nhỏ chút nữa nha. Còn nói lớn thì cũng mệt mệt lắm. Giống như là kiểu mà cảm giác rằng là không thể tự tin đứng trước chị. Có thể có người thì không thể tự tin về kiến thức. Có người không tự tin vào cái kinh tế. Rồi có người không tự tin vào cả sự nổi tiếng. Rồi lại có những người lại không tự tin vào là với cái cuộc sống của Lý Nhật Kỳ hiện tại, sở hữu tất cả everything rồi được cung phụng, được chăm sóc bằng chính chị thôi, nhưng mà họ sẽ không tự tin để cùng bước đi với cái cuộc sống này. Thì chị sẽ có sự lựa chọn, chị có thể bỏ Rolls Royce, chị đi xe máy. Chị có thể bỏ những xét chè chiều này, chị đi ăn kem. Chị có thể bỏ những buổi ăn tối. Nói chung là những cái gì nó sang trọng mà chị về những cái phiên bản nó dung dị nhất. Chị sẵn sàng làm chuyện đó. Nhưng mà cái người đàn ông kia họ vẫn cảm thấy có một cái sự gì đó không thoải mái. Cảm giác là giống như chị đang cố làm điều đó. Và họ sẽ cảm giác không an toàn. Không an toàn ở đây là vì sao? Họ nghĩ cái sự cố này có thể nó trong 3 tháng, 6 tháng thôi. Nhưng liệu Lý Nhật Kỳ có thể sống như vậy? Khả năng mà họ lo cho mình nó không thể nào như chính chị đang sống. Dạ, yeah. Ok, Phát hiểu, tới đây Phát hiểu. Nhưng mà bây giờ mình cần cho khán giả họ thấy rõ cái quan điểm này của chị Kỳ. Bởi vì chị Kỳ nói ý đây là khi mà một cái người đàn ông mà đối diện với chị á, thì có nhiều người họ sợ, họ lo sợ. Có nghĩa là Phát chia sẻ ở quan điểm góc nhìn là đàn ông thôi. Tại vì khi mà họ sinh ra là đàn ông thì họ có cái suy nghĩ là họ phải là trụ cột, họ phải là cái người bảo bọc, họ muốn chở che, họ muốn bao dung, họ muốn giang tay ra. Mà khi mà đứng trước một cái người phụ nữ đã quá độc lập như chị đi thì chắc chắn là người đàn ông đó họ có một chút xíu gì đó hơi bị lép vế, chắc chắn họ sẽ ngại. Cho dù là ở lĩnh vực nào đi chăng nữa ha, mà khi mà họ cảm thấy là họ không bằng chị thì chắc chắn là họ sẽ cảm giác họ bị thu người lại. Chị, bây giờ làm cách nào để mình tháo gỡ cái khúc đó? Thì đơn giản thôi, khi mà bây giờ chị đang là to như vậy, người ta đang nhỏ như vậy, thì bây giờ chị nhỏ lại thì người ta sẽ cảm thấy nó giải quyết được vấn đề, hoặc là thậm chí chị vẫn to như vậy và người ta sẽ lớn hơn. Nhưng mà trời, ta lớn hơn lâu quá. Thì cho nên mới nói là nhưng mà bây giờ giống như là có duyên không nợ. Gặp đúng người như sai thời điểm đó, đúng không? Nhưng mà thiệt bây giờ nè, bây giờ nó có cái sự mâu thuẫn tiếp. Phát biết không, thật ra là do có sự giằn xé. Bản chất mình đã to, xong rồi bây giờ mình cố tình mình làm nhỏ. Đôi khi mình không thích ứng. Chị thừa nhận nha, có thể chị đi xe máy nhưng cũng không thể nào đi hoài. Chị vừa rồi chị cũng có thử đi đó, đi xong chị về chị bị say sóng ấy. Đi xe máy mà say sóng luôn à? Say xe chứ chị. Đi tàu mới say sóng. Okay. Đó là cái cảm giác say á. Say kiểu như bị tiền đình luôn á. Trong khi mình đi xe hơi mình không bị gì á. Cậu tự nhiên mình đi xe máy mình cảm giác mình mất cân bằng. Thì với cái vấn đề đầu tiên của chị, đó là chị hay bị gọi là say sóng của chị đó. Khi mà chị đi xe máy, sau này khi mà chị đi xe hơi á, thì chị mang theo cái võng, chị móc ở trên xe, chị ngồi trên cái võng đó và nó sẽ tạo cảm giác cho chị đang đi xe máy. Và dần dần nó thích nghi được. Wow, không nhưng mà nghiêm túc này, chỗ mệt quá. Tại sao chị tâm sự mà ai cũng cảm thấy chị không đọc nghiêm túc vậy? Đây là nghiêm túc của Phát rồi đó. Em nghiêm túc chưa? Nghiêm túc rồi. Nghiêm túc là chị đang bị dằn xé kiểu mâu thuẫn như vậy đó, Phát hiểu không? Tại vì mọi thói quen và cuộc sống của mình đã là một cô gái độc lập rồi. Muốn nhỏ đâu phải, muốn nhỏ là nhỏ liền đâu. Phải từ từ cho chị thích ứng. Cho nên là cái đó nó khó quá. Đúng. Thì mình sẽ không là giải quyết theo hướng đó. Rồi vậy giờ mình chọn qua to. Đúng. Đúng. Phải tìm người khác to hơn. Không. Hoặc là cái người đó phải cho người đó to hơn. Đúng. Bây giờ chị to rồi. Giờ họ muốn to bằng chị. Họ cần thời gian. Nhưng mà giờ chị không còn thời gian. Mang giải nha mọi người. Đó thấy chưa? Cái ca này mang giải nha. Và chắc chắn là tập của Phát là không giải quyết được nha mọi người. Mới tập khác mới có giải quyết được hay không nha. Giống như là bác sĩ trả về. Ra thì đùa như vậy thôi. Người ta nói như vậy này, trong cái cuộc sống của mình là quan trọng là bản thân mình chọn cái gì thôi. Chứ thật ra mọi thứ, cái vạn vật trên cuộc sống này nó đã không có đồng đều với nhau rồi. Và nó sẽ phụ thuộc vào cái người kia. Đúng. Và người kia họ sẽ chọn cái gì. Không phải chị chọn không, mà người ta chọn nữa. Quan trọng là người ta nữa. Nhưng chị hay chọn sai. Thì chọn lại thôi.
Ủa cứ sai chọn lại, sai chọn lại hả? Nhưng mà chắc chắn là khi mà chọn sai nhiều lần thì mình cũng sẽ có được cái nhận biết về cái chuyện đó. Giống như Pháp có một cái quan điểm này là khi mà mình đang chạy trên một cái con đường, cái hướng ngược lại, có rất là nhiều người họ chạy về, họ ngăn lại, ê Pháp ơi đừng có chạy qua, tại vì ở hướng bên đó đó nó có một cái hố rất là sâu, mày không có đi qua được đâu. Thì Pháp vẫn tiếp tục đi. Đúng, chị ủng hộ. Thì sẽ có hai trường hợp xảy ra, tại vì chỉ là lời nói thôi. Đôi khi nó không có cái hố thì sao, đúng không? Mày thì phải tin chính thì mình chứ tới được đích. Còn trường hợp thứ hai, nếu như mà họ nói đúng, đó có cái hố thiệt thì sao? Thì mình bị té. Tôi té rồi tôi đi về, nhưng mà tôi cũng biết được cái hố này nó cạn hay nó sâu bao nhiêu. Và khi mà tôi về thì tôi cũng đã có được cái trải nghiệm cho cái chuyện đó. Thật ra thì cái tính cách của chị thì là chị ít khi nào nghe người khác lắm. Luôn luôn là chị tin, và chị ngay cả người ta có nói là con đường xa hơn, có 10 cái hố thì chị vẫn đi. Rớt thì chị cũng biết rằng là chị sẽ xoay chuyển như thế nào. Và chị sẽ có sức bật tốt hơn, có giá trị hơn trong cuộc sống á. Sẽ có đâu đó một cái người nào đó họ sẽ là cái mảnh ghép của chị. Chị và người ta sẽ có những cái lựa chọn mà nó sẽ bù đắp được cho nhau. Chị tìm một cái mà người ta đang có, và chị đang có một cái mà người ta đang thiếu. Và nó kết lại với nhau, đó là hai mảnh ghép của cuộc đời. Thì lúc đó khi mà mình quay cái talk show là mảnh ghép cuộc đời thì mình nói kỹ hơn về vấn đề này. Còn ngày hôm nay là mình nói về trà chiều, đúng không? Series 2 nha, mảnh ghép cuộc đời nha. Quay qua em đi, chị nghĩ em chắc đỡ rối hơn chị. Chị nghĩ sao? Để chị bói em thử nha. Coi bói hả? Không, chị nhìn thôi, chị nhìn. À, chị ngồi đâu không? Chị lấy năng lượng. Chị lấy năng lượng. Anh ngồi sao? Anh ngồi. Thật ra là nha, chị cảm nhận về Phát ha. Dạ. Phát là người đàn ông. Ủa? Ủa nhìn ai cũng thấy mà. Có nhiều yếu tố đàn ông ở đây là trong tính cách. À. Gọi cái tính gì, cái tính đàn ông trong em, cái mùi ngồi là thấy sặc mùi đàn ông luôn á. Dạ. Cái mùi đàn ông nó gọi là gì ta? Mùi đàn ông. Mùi đàn ông. Trưởng thành hơn độ tuổi, đó là lý do nhìn em già. Ok. Rộng lượng, nghiêm túc trong tình cảm. Nhưng mà em rất khó tính. Nghĩa là em là một người chỉnh chu và lý trí nha. Chứ không phải là cái người thiên về cảm xúc. Biết sắp xếp cuộc sống của mình, biết sắp xếp cái tương lai của mình, và biết sắp xếp cả cái cảm xúc của mình. Phát nghĩ là cái cuộc đời của mình là do mình quyết định, chứ không phải là một cái đấng siêu nhiên nào quyết định hết. Phát nghĩ là may mắn nó có tới đi chăng nữa mà mình không chuẩn bị đón nhận nó, mình không có đủ những cái cánh tay để mình chụp lấy nó thì nó cũng vụt thôi. Cho nên Phát nghĩ là cái nhân tố con người mới là cái quan trọng. Thì chính vì cái tư duy đó nó làm cho mình thực tế nhiều. Nhưng mà Phát thuộc lại người như thế nào? Tại vì chị thắc mắc một cái rằng là thường có những người nghệ sĩ thì bị khép kín. Yeah. Ngại ngoại giao. Phát có một cái sự tự tin trong ngoại giao. Tại vì ngày xưa trước khi mà làm công việc ở lĩnh vực nghệ thuật này thì Phát cũng học cái ngành đó, gọi là ngành Việt Nam học. Cái ngành đó nó không cho phép mình ngại ngoại giao. Cái tính chủ động á. Yeah. Tính chủ động và cái tính mà hội nhập rất là cao. Yeah. Khi mà người ta nói về mình mà nói về những cái mặt tích cực á, mà trước mặt mình thì mình cảm thấy mình ngại vô cùng. Em đã nói những cái mặt tiêu cực em rồi. Thà nói những mặt tiêu cực của mình trước mặt mình thì mình không ngại. Tại vì từ xưa giờ Kỳ chưa nhìn thấy được cái mặt tiêu cực của Phát. Chắc tại Phát giấu thôi. Có thể là nó ít được thể hiện. Ủa hình như nghe nói là vừa rồi em là đoạt giải một trong 100 gương mặt châu Á đẹp trai nhất đúng không? Ủa đó là tin giả hay tin thiệt? Thiệt là ngại quá đi. Thiệt á? Thật ra đó là cái tin thiệt đó. Thật ra nó là như vậy. Khi mà mình được tuyên dương bởi một cái tổ chức nào đó, một cái đơn vị nào đó thì mình cũng đều vui cả. Nhưng mà Phát là một cái người là kiểu rất là ngại khi mà bị khen. Oh. Cho nên là bạn bè cứ chọc miết à. Không, thật ra nét của Phát là nét lạ đó. Ê sao hồi xưa mọi người cứ nói em nhạt, chị đâu thấy em nhạt đâu. Nó giống như món ăn vậy đó. Cái vị nó đậm hay nhạt nó còn tùy thuộc vào cái khẩu vị của cái người thưởng thức. Nhưng mà như đa phần người ta dùng em là người ta kêu nhạt luôn á. Đó. Câu chuyện buồn chị ạ. Nhưng mà đẹp trai. Chị ha. Có thể đừng có tô đậm nó được. Vậy chị lấy gom chị xóa đi hả? Xóa đi. Nhưng mà có một cái là Kỳ thấy là Phát có cái tính chắc chắn quá đúng không? Trong thời gian là sinh viên, môi trường cái trong quá khứ lúc mà mình đi làm. Ví dụ? Nó hình thành lên cái tính đó. Là Phát bị vấp ngã nhiều hay sao? Tại vì thường cái sự chắc chắn đó nó phải liên quan tới những người mà mình bị vấp ngã nhiều. Và đi lòng tin thì bắt đầu mình thận trọng, cẩn thận hơn. Vậy hả? Ừ. Cũng đúng ha. Bị fail nhiều quá bắt đầu là mình sợ ha. Đúng. Kiểu như có bị ám ảnh về chuyện. Đúng, giống như Kỳ bị fail về tình yêu đi. Dạ. Yeah. Bây giờ mà kêu mở lòng Kỳ sợ. À. Nhiều khi là Kỳ thích một ai đó Kỳ né. Hoặc là mình tự bỏ chạy trước.
trong suốt một cái quãng đời là sinh viên, rồi lúc mà đi làm sau đại học cũng vậy, cũng là với cái tâm thế đó, với cái tinh thần đó, thì nó hình thành nên con người của Phát vậy thôi. Thận trọng. Chả biết sao, tự nhiên tới. Thực ra thì Phát nhớ kỷ niệm đầu tiên không? Ừ. Chị em biết nhau sau cái buổi quay show nha. Đúng, và em về phủ chị. Về phủ chị, dự đám dỗ hay gì đó. Dự đám dỗ bố chị. Ấn tượng em đầu tiên là gì? Là một cô gái khóc nhẹ. Đúng. Chị cảm thấy đến bây giờ chị cũng vẫn cảm thấy ê cái mặt dễ sợ luôn. Bởi vì chị không tin rằng là tự nhiên hôm đó có nhiều cảm xúc về, giống như là nhớ bố vì đám dỗ mà. Nhớ bố xong cũng là cái ngày đó là cái ngày khai trương phủ. Là cái nơi chị phát nguyện xây phủ để thờ ông bà dòng họ hai bên nội ngoại. Nó nhiều cảm xúc quá. Và trong đó có cả cái cảm xúc về tình cảm. Có nghĩa là mình sẽ không chắc về tình cảm của quá khứ ha. Nhưng mà hôm nay chị chỉ muốn đính chính lại với em thôi, cho chị bớt ê mặt á. Rồi, xin mời chị đính chính. Giây phút đính chính bắt đầu. Phát ơi. Dạ. Nếu như hôm đó chị khóc quá nhiều á, em làm ơn em cứ tự nhiên. Có ký ức hả hay sao? Xóa ký ức kiểu theo kiểu là chị bị trúng xổ số. Trúng xổ số. Chị mừng quá chị khóc được không em? Thật ra thì Phát cũng để ý rồi. Phát thấy có nhiều người họ bị gọi là say rượu á, thì họ hay khóc. Nhưng mà ngày hôm đó là cho Phát xin phép được xác nhận là chị Kỳ khóc là vì nhớ người yêu nha mọi người. Nhớ người yêu nha mọi người, chứ không phải là vì say rượu nha. Trời ơi. Để review là ngày hôm đó cho là có nghĩa là buổi tối ngày hôm đó thì... Không, đừng nói câu kia ảnh hưởng lắm. Khi mà men vào người thì cái cảm xúc của mình nó rất là tự do, không có control nó. Giám sát thật đúng không? Đúng rồi. Thì ngày hôm đó là Phát thấy chị Kỳ rất là nhiều cảm xúc. Có khóc nha, có cười nữa. Mấy đứa em nó ngồi chọc xong chị Kỳ, chị cười. Xong lại khóc hả? Rồi chị Kỳ chỉ nhớ về những kỷ niệm nào đó thì chị khóc. Thì sẵn ngày hôm nay thì chị có thể chia sẻ kỹ hơn về những kỷ niệm đó với Phát. Với lại mấy anh quay phim ở đây cũng được. Phát. Lại nữa rồi. Nhưng mà thực ra đó thì phải công nhận rằng là có lẽ là Phát là cái người đầu, người bạn mà nhìn thấy chị khóc nhiều nhất. Ồ vậy hả chị? Cứ mỗi lần đám dỗ ba chị là chị sẽ khóc. Ba chị đã mất 17 năm rồi. Cái nút thắt của chị chính là hồi lúc mà khi chị thành công thì ba đã mất. Và giống như có những thứ mà chúng ta nói là nuối tiếc cả đời nhưng cũng không bao giờ bù lại được. Đó chính là mất người thân. Đến giờ 17 năm mà chị chưa chấp nhận. Tại sao mình thành công không sớm hơn chút để ba được hưởng trước khi ba mất. Cái thứ hai nữa là chị không dám đặt tình cảm cho ai. Vì chị sợ khi mất chị chịu không nổi. Mỗi lần mà cứ mất một điều gì đó mà mình coi đó là thân thuộc thì mình bị rối trong cảm xúc, giống như nó trở thành một cái ám ảnh. Vậy là tính ra chị cũng thuộc kiểu là người nặng tình ha. Đúng là khi mà người ta cũng nhìn Lý Nhã Kỳ thì người ta cũng ít có biết được có những cái câu chuyện nó là như vậy đúng không? À, cho tới khi các bạn càng chịu này. Ở cuộc sống đôi khi nhập cảm giác lẻ loi có không? Có. Có nhiều tiền, có nhiều kim cương, có nhiều thứ mà em nghĩ rằng ai cũng mong muốn. Chị cũng đang không hiểu tại sao chị buồn. Nhưng mà chị nghĩ đó là sự trống trải. Đó chỉ là những cái bên ngoài thôi. Đúng, đúng. Cái thiếu của chị là cái khoảng lấp ở bên trong. Đúng. Chỉ cần lấp được cái đó thôi. Nhưng mà cái đó là cái rất là khó lấp. Tại vì nó là những cái vết hằn trong quá khứ. Và nó được gọi là gì? Trống trải. Có nghĩa đôi khi người ta buồn thì ta khóc, còn chị buồn thì chị cười. Mà nhiều khi chị vui là chị một mình. Chị buồn chị mới rủ đông nha. Thì người ta tưởng mình vui nhưng không. Còn nếu khi mà chị vui thật sự chị lại một mình. Chị luôn cảm giác có một cái sự trống trải gì đó mà nó cứ vu vơ. Khi mà người ta thấy Lý Nhã Kỳ ở bên ngoài hay là trên truyền thông thì sẽ nghĩ đây là một cái người phụ nữ rất là mạnh mẽ, rất là kiên cường. Nhưng mà trong mắt Phát thì chị Kỳ như là một cô gái rất là yếu đuối thôi mọi người à. Nhưng mà chị nghĩ rằng có lẽ chị cũng là người bạn mà nhìn thấy Phát có ói nhiều vậy. Ói. Tại vì Phát là không có uống được nhiều nồng độ cồn. Nói chung là không uống được nhiều rượu. Mà những lúc mà uống rượu nhiều là trời ơi, ói ngày hôm đó ói nhập viện luôn chứ hả? Thôi, dễ sợ. Chính ra là giữa Kỳ, giữa chị với Phát là chúng ta có hai kỷ niệm tệ nhất. Con nghĩa đúng là, không? Đúng, đã nhìn thấy được cái mặt xấu nhất của đúng. Người kia rồi. Đúng, có nghĩa là thật ra chưa bao giờ luôn á, là thừa nhận luôn là giống như giờ đối với chị nha. Mày chỉ nghĩ tới Liên Bình Phát là gì? Là một cậu ói từ tối, ói đến sáng, ói tới nhập viện truyền nước. Và chị nghĩ rằng nếu mà đối với em thì chị là gì? Một người ngồi khóc 5 tiếng mà không hết nước mắt. Có thể là trà chiều. Trà chiều mà sao thấy em trà chiều mà sao thấy u buồn và đẫm nước mắt quá ta? Không, vui mà. Ủa chưa hả?
Có nghĩa là mình phải có những cái nốt trầm và có những cái nốt thăng. À thăng. Đó. Okay, thì bây giờ là mình tới nốt thăng đây. Thăng. Mình hãy làm điều gì đó thăng lên cho chị vui. Có gì vui không mọi người? Rồi, chị mấy ơi. Hả? Ồ, cái này khó nè. Chúng ta hãy nói về cuộc đời nhau. Bằng những từ này là chúng ta sẽ ghép từ. Ồ, mới vừa nói đời chơi cái gì cái khó đúng luôn. Đúng rồi. Hả? Tại vì đây nè, đây giống như những mẫu chữ số. Mẫu chữ nó rối như cuộc đời chị á. Bây giờ chị cần em phải ghép lại cái cuộc đời chị, sắp xếp lại cho nó chỉnh chu. Giống như đây là những câu chữ không đúng. Chúng ta sẽ sắp xếp lại coi là cái này ý nghĩa gì, cái này ý nghĩa gì, ý nghĩa gì. Ok. Thua thì sẽ bị phạt. Còn thắng thì thưởng. Ok, thì cũng công bằng chứ. Bây giờ mình bỏ hai cục ra luôn. Ai lớn nút là thắng đúng không? Đúng, ai lớn nút thắng thì đi sao? Anh xui. Rồi, xin mời chị lắc trước. Ba nút. Thôi, sao chị đen quá vậy ta? Người trưởng thành có lối đi riêng và không cần phải lắc nhiều. Hãy vô. Lối đi riêng của em đó. Trong ba từ này đúng không? Ai mà tìm ra được trước hai từ người đó thắng. Đó, thì bây giờ đã bắt đầu 3, 2, 1 rồi. Ai giải ra được trước trong vòng 3 từ đó đó. Hôn anh cũng không được. Hôn nhau là đáp án cuối cùng của tôi. Chị nghĩ là chị đang bị thua một cái rồi. Tại vì em lấy chứ được rồi. Chị tìm ra được kim cương. Đúng rồi, đúng rồi. Kim cương đúng rồi, hay quá. Kỳ khắc tên. Vậy là còn khúc từ, này từ khúc giữa ai rồi. Ai ra là người đó thắng. Đúng. Là coi như là một điều rồi. Giờ cho tính dây đi nha. Tính dây thôi. Tính đi, thì bây giờ ai ra trước người đó thắng thôi. Không cảm xúc. Phải không? Mẹ này chữ K nè, H nè, K, H, O đúng không? Đúng N rồi. Không nè. Đúng rồi, chữ không C cảm xúc nè, đúng rồi. Cảm nè, S hay nè. Hay quá, trời ơi. Ơi. Ôi ơi, hay quá. Ôi. Bây giờ đến Kỳ sẽ cho hình phạt. Là đưa hình phạt nhẹ hả chị? Hình phạt quá nhẹ luôn nè. Bây giờ chúng ta sẽ có chanh chua ngọt mặn. Bây giờ bác phải nhắm mắt. À vậy hả? Đúng. Bóc rồi, một ly. Bóc một ly. Rồi ok. Bắt đầu. Rồi. Vô. Nào, chỗ nào? Hai ly này đúng không? Đúng. Rồi bây giờ chỉ cần rơ như vậy thôi nè. Thôi thì chanh còn hơn muối. Ồ mà chanh thì có đường không? Không có gì cả. Ủa? Phát tưởng có đường hả? Ủa vậy có gì đâu để chơi. À thì ok. Cảm ơn chị, mời chị. Chua. Chua. Chua lắm. Hay chua mà nó có đắng đấy nha. Hình như cái cô nào vắt cái này, vắt cái vỏ vô luôn phải không? Có sát tay đó. Sát tay. Ồ. Uống sao sớm uống thượng trà vậy? Vẫn còn tạo nét được hả? Vẫn khuôn hồi. Mặc dù lòng hơi đau chứ. Giọng có thay đổi. Thay đổi. Xuống tông trầm. Chua quá. Trời, y chang như hồi là lần trước chị cũng bị ăn. Ăn đắt chị không qua chị không. Rồi thì dù gì cũng đã vượt qua rồi. Bởi vậy nên sẽ nói có gì nữa. Quà à, vẫn có quà hả? Ngon lành. Ngon lành ha. Êm. Êm ha. Hợp được lý. Quá sướng. Tèn tèn tèn. Thì chị có một cái món quà tặng em. Nó giống như cái bộ đồ của em. Đúng rồi. Có tên chị, logo chị. Thật ra nó là một cái hộp không. Hộp không thôi mà chị để tên lên nhìn thấy hoành tráng quá vậy. À là sắp tới là chị đang chuẩn bị chuyển hướng mở rộng cái phạm vi kinh doanh của mình, đó là sản xuất hộp. Bán hộp. Đây rồi, cảm ơn chị. Ồ có cái điện thoại nha mọi người. À không. Cái này điện thoại của chị em. Ủa? Chị. Cái show này nhiều có twist quá vậy. Tới lúc cuối cùng luôn vẫn còn twist. Nhìn vô thấy điện thoại là không, điện thoại chị em. Ờ vậy không? Ping ping, em đâu ping ping. Signature của chị ping đó. Ok, cảm ơn chị Kỳ nha. Với hộp quà này phát về nhà của ba chị. Chị hy vọng, ê quan dặn nha. Khanh chít mệt nhớ mua quà bỏ vô hộp gửi lại chị. Không thấy hộp này nhẹ lắm mọi người. Hộp không thiệt đó. Ủa xong hả? Xong rồi. Ủa sao nó bên đây nó chương trình dài lắm. Kêu là chương trình tới quay tới 5-6 tiếng rồi mới quay nãy giờ tiếng đồng hồ xong rồi. Thì em đợi chị 5 tiếng rồi. Cộng thêm tiếng nói chuyện nữa 6 tiếng. Dạ bye bye em về.
Bye bye. Ôi, chị vẫn chưa hiểu tại sao mọi người hay gọi em là nhà thiết kế bến xe. Tại sao? Ủa giỡn vậy, câu thật cá tính hả? Không, tại vì hồi xưa là em giỡn với lại mọi người. Em nói là nhà của em ở bến xe. Và em rất là giỡn. Em rất là giỡn. Nói chung là do cái tính của em hay nói thẳng và em hay phan thẳng nên nhiều người người ta cũng rất là ngại em.